Chiều ngày 28 tháng 3, Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3 năm 2024, thông tin một số tình hình nổi bật và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Lù Văn Quân, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh tại huyện, báo cáo viên cấp huyện, bí thư các chi bộ cơ sở, lãnh đạo, ủy viên ban kiểm tra huyện ủy, lãnh đạo chuyên viên ban tuyên giáo huyện ủy, lãnh đạo trung tâm chính trị huyện. Tại hội nghị, đại biểu tham dự được báo cáo viên cấp tỉnh thông tin đến các nội dung gồm tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quý 1 năm 2024 của huyện. Thông tin chuyên đề phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo, có tính cạnh tranh cao theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Kỹ năng sử dụng mạng xã hội và những vấn đề liên quan đến mạng xã hội. Tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy trong cộng đồng dân cư. Kế hoạch số 238 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện quy định 131 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Chỉ thị số 30 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới. Thông qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn huyện nắm rõ nội dung, nhiệm vụ tiếp tục tập trung, tuyên truyền, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, dư luận xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, các ngành trong lĩnh vực báo cáo viên, tuyên truyền viên, cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện năm 2024.